cho các em. Hôm nay mình sang chương 3 đại cương hóa học hữu cơ, bài 68 hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Thì những hợp chất hữu cơ nó có rất là nhiều vai trò quan trọng trong cuộc sống và sản xuất. Người ta nghiên cứu ra được rất là nhiều hợp chất hữu cơ. Vậy thì chúng ta tìm hiểu hợp chất hữu cơ là gì và nó được phân loại như thế nào. Chúng ta sang phần số 1, hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Ở đây các con quan sát thấy một số chất như là đường, nè, cồn hoặc là giấm. Thì những chất này là những chất hữu cơ. Vậy đặc điểm chung của chúng là đều có nguyên tố carbon. Thì những hợp chất hữu cơ có là có nguyên tố carbon, nhưng mà trừ những cái chất như là carbon oxide, CO2 hoặc là carbonate hoặc là cyanide như là Cn trừ. Thì những cái chất này cũng có carbon nhưng mà nó được là xếp vào là hợp chất hữu cơ. Vậy mình định nghĩa hợp chất hữu cơ là gì? Hợp chất hữu cơ là những cái chất mà hợp chất hữu cơ là hợp chất của carbon trừ một số hợp chất ha, như đã kể trên. Và hóa học hữu cơ thì mình nghiên cứu về những cái hợp chất hữu cơ. Ở đây ví dụ như là những cái chất vô cơ nè, như vô cơ nè ha. Đó, muối ăn, đá vôi, baking soda thì đây là những cái chất vô cơ. Tiếp theo thì mình đi tìm hiểu đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ. Thì các chất hữu cơ có đặc điểm thứ nhất đó là về công thức cấu tạo. Thì các con nhìn thấy những cái công thức này là cái dạng biểu diễn bằng cái liên kết cộng hóa trị đó. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất. Cái thứ hai là về nhiệt độ nóng chảy, về nhiệt độ sôi thì mình nhìn thấy là nhiệt độ nóng chảy khá là thấp, đúng không? Nhiệt độ sôi cũng thấp nữa. Đó, thì đó là đặc điểm của những hợp chất hữu cơ so với hợp chất vô cơ. Thì mình so sánh cái bên trái bên phải nè thì nó khác nhau ha, cái thấp cái cao. Vô cơ thì nó cao, còn hữu cơ thì nó thấp. Cái đặc điểm thứ ba và tính tan thì mình để ý thấy những cái chất hữu cơ thì nó lại là có đặc điểm giống nhau là không tan hoặc là ít, rất ít tan trong nước đó, mà nó tan nhiều trong những cái dung môi hữu cơ. Tiếp theo là khác nhau về tính chất hóa học. Thì những cái chất như là chất hữu cơ như là đây, mình nhìn thấy là nó rất là dễ cháy, đó, kém bền. Và khi mà nó thực hiện cái phản ứng thì mình thấy cái điều nó khác với vô cơ là phản ứng nó có thể xảy ra là theo những cái hướng khác nhau, tạo ra nhiều cái sản phẩm ha. Tiếp theo là mình đi tìm hiểu về phần phân loại hợp chất hữu cơ. Thì mình có thể phân loại theo cái thành phần. Ví dụ như mình quan sát ba chất này, thành phần nó đều có C và H thì mình gọi là C và H là carbon hydro, cho nên mình còn gọi là hydrocarbon nha. Rồi là thứ hai thì mình thấy ngoài CH nó còn có nguyên tố khác như NO, Cl thì mình sẽ gọi là dẫn xuất của hydrocarbon. Vậy tóm lại á, thì hợp chất hữu cơ mình gồm có hai loại, thứ nhất là hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. Hydrocarbon thì là gồm có H và C thôi. Còn dẫn xuất thì ngoài HC còn có những nguyên tố khác như là O, N, S, halogen, nhân ha. Chúng ta qua phần số 2 là nhóm chất và phổ hồng ngoại IR. Rồi cái chất ở dưới này thì nó không có nhóm OH, nó có O chính giữa thôi này, nó lại khác tính chất với ở trên. Vậy thì cái nhóm chất á, là nó thể hiện cho cái tính chất hóa học. Tức là nhóm chất đó thì tính chất sẽ đặc trưng cho nhóm chất đó. Thì mỗi cái nhóm chất có tính chất hóa học đặc trưng cho cái hợp chất hữu cơ thì mình gọi là nhóm chất. Ví dụ nhóm OH, ở đây mình có nhóm OH thì nó là đặc trưng cho những cái chất có nhóm OH á, thì nó đặc trưng riêng ha, có những cái nét riêng, đặc điểm riêng và những cái tính chất hóa học riêng của nó. Vậy thì có những cái nhóm chất nào thì chúng ta quan sát cái bảng 8.3 có rất là nhiều nhóm chất nha. Đây rất là nhiều nhóm chất, mà mỗi nhóm chất như vậy là nó sẽ có một cái tên rồi tên gọi riêng ha. Đó cái gì vậy? Và trong thực tế người ta có thể xác định được cái loại nhóm chất dựa vào cái tín hiệu phổ hồng ngoại IR. Phổ hồng ngoại thì chúng ta quan sát cái bảng 8.4 thì ứng với ví dụ như cái nhóm alcohol đi thì mình sẽ có cái nhóm là OH đó, cái liên kết OH. Thì cái số bước sóng của nó sẽ là từ 3600 đến 3300. Thì mỗi cái nhóm chất như vậy này nó sẽ có bước sóng là khác nhau. Và người ta căn cứ vô là cái biểu đồ bước sóng, tức là người ta sẽ lập thành một cái biểu đồ và mình nhìn vào cái những cái bước sóng mà người ta đo đạt được thì mình sẽ thấy được là
À, mình dự đoán được trong cái chất mà mình đang tìm đó thì nó sẽ có những cái nhóm chất nào đó. Ví dụ như ở đây nó là người ta đo được là 3330 hay là 3050 thì nó nằm trong cái vùng nào ở trên này, thì từ đó người ta xác định là à, cái nhóm chất của cái chất mà mình đang tìm đó là cái nhóm chất nào, từ đó người ta đưa ra được cái công thức cấu tạo của cái hợp chất hữu cơ dựa vào cái phổ này.